cứ nhớ một cái điều, không lẹm là đã thành công rồi. Coi coi cần phải chỉnh sửa cái gì nữa. Nhìn phải dán mắt vô xung quanh bên đây nè. Mình phải nhìn được cái chỗ nào nó không ổn thì mình mới làm cho nó ổn được. Nhìn không được thì làm sao mà sửa đây. Tập nhìn đi. Coi cái ngón này nè, coi ngón này nó bị cái gì. Nhìn coi. Khoan, trước khi sửa hãy nhìn. Nhìn coi, nhìn vô nó bị cái gì. Bị cái nào? Cái chỗ này nó chưa smooth thì mình phải quay ngược cái tay lại vậy. Mình dùng cái mục này nè, mình mài, mình làm vậy nè, để cho nó gọt, cho nó trơn chu lại ha. Mình gọt, mình mài bằng cái cây dũa này. Đúng rồi đó, ý em là em không biết sửa bằng cách nào để cho nó ra. Thì giờ biết sửa rồi đó, rồi sửa đi. Thấy không? Mình mài để mình chi, mình ôm nó xếp lại. Rồi qua bên kia coi coi, lật cái tay lại coi coi, thấy không, trơn chu lại liền, thấy chưa, thấy trơn chu lại liền không, một chút xíu như đó thôi đó, bên đây đó, đúng rồi, bên đó cũng vậy. Rồi thôi ngừng, đủ rồi đó. Quay qua mấy cái ngón bên kia coi coi, ngón nó ok rồi, ngón nó ok là không có cần nhìn nữa. Đúng rồi, ôm như vậy đó, đúng rồi. Em biết ôm như vậy để làm gì không? Em dự, đúng rồi, để cho nó curve cái chỗ này nè. Nó vậy nè, nó cong ôm vô nó mới đẹp. Hiểu chưa? Rồi, ngừng. Cảm thấy mà ok là ngừng nha. Cái gì nó cũng có cái giới hạn của nó thôi. Không có over cái nó ha, không có over cái limit. Dũa over limit là nó bị lẹm bột. Phải nhớ một cái câu mày nè, sức người có hạn, lựu đạn có chốt ha. Làm cái gì nó cũng phải có giới hạn của nó thôi. Ok, rồi làm đến đi. Để cái dũa sao? Để cái dũa sao toàn? Để cái dũa sao? Để cái dũa sao? Khoan, để sáng dặn là để cái dũa sao? Đúng rồi, để cái dũa vậy để làm chi? Cho nó không có bị lẹm vô cái móng ở trên đây. Đúng rồi, cái thứ nhất, cái thứ hai là để cái dũa vậy thì xác định được cái gì? Nó không có bị chảy máu khắp nữa. Xác định được cái vị trí, cái xếp lấy ra từ đâu? Hai bên cái thịt nó bằng nhau, để cái dũa thì nó sẽ lấy cái xếp ra bằng nhau, nhớ không? Làm đúng y chang như vậy coi. Lý thuyết thì cứng rồi đó, áp dụng vô cái công việc làm của mình thôi. Để cái dũa làm sao? Để cái dũa làm sao? Để lại. Để cái dũa làm sao? Để lại. Ngang quá rồi. Để cái dũa hơi xéo thôi, chủ yếu là để cho nó giữ cái thịt, đúng rồi. Rồi, ngưng. Ngưng. Dũa nữa là sẽ bị lẹm. Mà nếu mà chưa thẳng là phải ôm cái sidewall vô, chứ không phải là dũa cái cạnh. Nhớ không? Dạ. Nhớ cái khúc đó không? Cứ làm đi. Làm gì cứ làm đi. Em mà lắp móng dài như vậy á, em chỉ cần lấy cái đầu dũa em dũa cái kiko thôi. Còn cái... Em lấy cái cây dũa nè. Em lấy cái cây dũa này nè. Em cầm vậy đúng không? Em làm vậy nè.
em dùng em cái cây vũ này em vũ mịn luôn, nó lẹ hơn mấy cái móng dài này. Là làm vậy không phải đợi chút để chỉ vô đây để chỉ. Em làm em vũ mịn, em cầm cái cây vũ em cầm vậy. Lẹ hơn mấy móng dài này, vũ mịn phê lắm mà nó không đều nữa. Vũa cái kiểu này là vũa hay mấy cái kiểu mà châu Âu á, người ta xài mấy cái vũa hay không à, ta ít vũ máy đó. Đó. Kiểu đắp bột xong em nhìn nó nhìn em, bốn mắt nhìn nhau không biết nói gì đây. Đâu coi coi nó bị gì, mỏng cái này thiếu, nó mỏng thì em phải lấy cục bột em thấm cái giấy này em đặt lên em vuốt thêm lần nữa đó. Làm đi, mỏng quá, đúng rồi đó, mình đã biết mình yếu chỗ nào rồi, mình phải khắc phục, lấy bột thấm vô giấy. Bột thấm vô giấy. Lấy cục bột đi, lấy bột đi. Khoan, trước khi lấy bột, em nhìn cái hũ bột của em coi. Nó cày quầy ra, thấy không? Lắc nó lại, đều lại rồi lấy. Thấm giấy, đúng rồi. Bỏ lên. Nhiều quá không? Từ từ thôi, bình tĩnh mà rung. Giật cây cọ ra. Rồi, tém bột vô. Tém, tém. Rồi, vuốt, vuốt xuống luôn, nối bột. Vuốt xuống, đúng rồi. Đúng rồi, nhẹ nhàng như con đàn. Vuốt, hạ cái cỏ xuống, vuốt. Nằm cái cỏ xuống, vuốt, đúng rồi. Là nó dày lên thôi. Ở dưới ngay chỗ, ở trên cái microwave á. Hello cô Hiền, khỏe không con? Con ở Dallas, Texas. Sai. Cầm sao? Sáng nói rồi, cầm sao? Cầm vậy thì nó sẽ bị gì? Cái cây dũa nó che mất cái tầm nhìn của mình. Cầm sao? Đúng rồi. Thục thêm miếng nữa. Đó, đúng rồi. Để mình thấy cái tầm nhìn mình nó thoáng, mình vẽ dũa chứ không có gì hết á. Thanh niên này dừng lại cái chừng là 2 giây. Vũa mình lại. Vũa làm sao? Mình vũa, mình không có phải trình diễn, mình không có vũa mình theo cái kiểu đó. Mình vũa từ từ, không, không, không. Mình vũa từ từ nhưng mà đều, mình đều cái tay. Mình không có cần làm nhanh. Mình trình diễn chắc, đúng rồi, từ từ, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Vậy mới đúng, thấy không? Mình vũa mà rẹt rẹt mình đi khè người ta hả? Không phải là vậy. Mình làm chậm cũng được, nhưng mà làm cái nào ra cái đó. Rồi mấy bên đây sao ngồi án binh bất động không làm đi? Anh Đăng đã check chưa? Ok chưa Đăng? Bên đây cặp này ok chưa? Trời ơi sao nghi quá. Nghi quá, cặp này nhìn mặt nó hơi gian. Đi tính không? Đi tính không? Được không? Ok. Nghi quá. Thanh niên đẹp trai chia 5 xẻ 7 nữa không? Thấy đẹp trai khổ không? Bên này thì có một em, bên kia thì có thêm em nữa. Sai, cầm sai, cầm lại. Cầm cái dũa sai, sát, no, cầm sao. Cầm sao, sai. Cầm sao, bạn chỉ kìa. Bạn kế bên cầm chỉ cho bạn. Và cái tay của mình cầm. Không phải cầm như vậy, đúng rồi. Đúng rồi, nó thuận hơn, thấy chưa. Mà cái, khoan từ từ, mình để vậy cái tầm nhìn của mình nó thoáng hơn nè, thấy chưa. Thấy không? Thấy cái tầm nhìn của mình nó thoáng hơn. Còn mình để vậy
trời ơi tối thui sao thấy được. Đã dày nè, không mà nó cho nó dễ dũa chút xíu thôi cũng phải để ý, không thấy dễ dũa hơn không, chính xác không, uy tín nhà mày tèo không. Đúng rồi đó, tiên giỏi rồi đó tiên. Lại lắc. Nhớ ba chữ. Ba chữ gì? Tiên tiến. Ba chữ gì tiên? Em làm được. Thấy không? Là em nghĩ em làm được, em sẽ làm được. Còn em nghĩ không làm được thì em phải cố làm cho được. Lấy lại, lấy bột, lắc mũ bột lại cho nó đều. Lấy cục bột cho rạng rỡ tổ quốc coi. 500 anh em cộng đồng mạng đang coi nè. Rồi, thấy lên. Từ từ thôi, bình tĩnh mà run. Đúng rồi. Đúng rồi. Giảm kêu đi cô, đúng rồi. Vàng bột ra, vàng bột ra. Từ từ, từ từ. Đúng rồi. Trái. Phải. Vô giữa. Trái, phải. Đúng rồi. Rồi, cắt bột coi. Cắt cho nó ngon lành coi. Móc ra. Rồi, ok rồi đó. Để chỉnh cái xếp lại cho nó đẹp. Chấn lấy xếp, chùi cọ đi. Vét cái kibico cho nó đẹp. Nó tài le ra, lát dũa thấy bà nội luôn. Sợ thầy không nói chấn cái bụng. Mấy lộn cắt cái bụng, cắt cái mặt. Đúng rồi đó. Good rồi đó tiên. Thấy chưa? Làm được mà cái miệng lúc nào cũng không được. Cái đầu thì lắc, em bó tay, em bó tay. Làm được chứ đâu phải không đâu. Tự tin lên. Hello anh, khỏe không anh? Cái màu này màu nổi tiếng của Chiso luôn á. OM80A. Sao? Được chưa? Chắc chưa? Chắc chưa? Dũa xếp như này nọ xong xuôi hết chưa? Chắc chưa? Hỏi lại lần nữa chắc chưa? Dạ rồi. Thì không? Ok, để qua. Đây, thanh niên đây. Trời ơi, thầy ơi. Cho người ta, mình phải cho người ta chiêm ngưỡng dung nhan chứ. Rồi, coi nha. Rồi, cầm cái máy quay chĩa vô. Chĩa vô đây. Trời ơi, cái khóe. Cái này không phải là cày quầy nữa mà là bấy bá luôn rồi. Em biết lý do tại sao em bị vậy không? Em biết lý do tại sao mà nó càm lem ra không? Sao? Em lấy cục bột ướt quá nó càm lem ra. Những cái bột này nè, anh chỉ cho em lấy bột. Nhất là những cái màu này hoặc là màu đen. Những cái màu này hoặc là màu đen á, nó phải dành ra một cái cách lấy bột riêng dành cho riêng nó. Thôi lấy luôn cái tay này đi. Em lấy cái tay của em không sẵn à. Một đống bột không chùi ra nè ha. Và lát hồi nó cứng, mấy cái bột này nó cứng lại là hư cọ hết. Cọ nào mà chịu nổi. Chùi ra. Giữ lúc nào cũng phải giữ cái cọ của mình nó sạch sẽ như là cái tâm hồn của mình vậy đó. Nè, dính bột rồi, lát hồi ngâm acetone ra. Nhớ chùi ra thấy không? Không chùi ra mấy cái bột này nó chút xíu à. Mà nó khô lại nè, thấy không? Nè, nhìn coi. Nó khô lại nè, nè thấy chưa? Một nùi bột luôn, thấy chưa? Làm vậy là đâu có bột đồ nào mà chịu nổi.
nhớ là cây cỏ lúc nào cũng phải sạch. Là những cái màu mà màu xanh dương hoặc là màu đen như mày lấy ly quỳnh đúng không, muốn mà cho nó không có bị tèm lem ra em lắc cái mũi bột này nè, nó khác với cái cách lấy bột khác là em thấm như nhà em giữ yên và em đếm từ 1 đến 10. Rồi em mới thả cục bột lên trên đây. Em dồn bột lên. Nè, chùi cho nó sạch cái cỏ của em đi. Rồi em mới vét. Ha, nó không có bị, nó không có bị tè le tét lép ra. Thấy chưa? Chùi cho nó sạch đi. Clean những cái ba vớ này ra. Em biết lý do tại sao mà mình phải lấy cục bột như vậy không? Những cái màu này hoặc là cái màu đen, nếu như mà mình lấy bột theo cái kiểu bình thường á, rồi bỏ đi ra nè, mình lấy bột như cái kiểu bình thường mình bỏ lên cái, bỏ lên cái móng cái, lấy cái móng coi, lấy cái móng giả ra coi, những cái màu này nó chảy hơn màu bình thường nữa rồi, màu càng đậm là càng phải lấy theo cái kiểu này. Có cái hũ bột màu đen không? Màu đen, mẫu bột màu đen. Đây. Thôi được à? Dễ vô. Hũ bột này OM73A. Nó phải đòi hỏi một cái cách lấy bột cho riêng những cái màu đen như vậy. Màu đen, màu đỏ, màu xanh dương, nói chung là màu nào đậm là phải áp dụng theo cái kiểu lấy bột này. Bình thường mình lấy bột như vậy, như kiểu bình thường đúng không, mình bỏ lên một cái là nó chảy tè le tét lét ra liền, nó lem tè le ra liền đó. Là cái cách lấy bột này là cái cách lấy bột của những cái mà màu bình thường, nhưng mà những cái màu này nói lại nè, những cái màu đen là em lấy nước, lấy đắp ly quỳnh, đắp ly quỳnh EMA nha, ly quỳnh đậm á, nhiều lên. Và em lấy bột em ngâm như đây cho anh, đếm từ 1 đến 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em lấy cục bột lên. Cục bột của em lúc này nó sẽ rất là khô. Thấy không? Rất là khô. Nhưng mà chính cái khô đó đó, nó làm cho cục bột của mình nó không có chảy tè le tét lét ra. Rồi mình mới thấm ha. Với những cái pigment màu đen như vậy, nó khô nhưng mà một hồi á là nó sẽ chảy ra lại. Mà lúc này á, nó chảy ra lại á, là nó vừa chín mùi cho mình đắp. Nó không có quá chảy, nó cũng không có quá khô. Nó đặc biệt cái màu đen như nó khó như vậy á. Mình phải hiểu nó là lý do tại sao, hay biết không? Là do cái pigment màu đen nó như vậy, hoặc là cái pigment của màu đỏ nó như vậy. Giống như là tại sao mặt trời nó mọc ở hướng Tây, mà tại sao mặt trời nó lặn ở hướng mặt trời nó mọc hướng Đông mà nó lặn hướng Tây. Nó là như vậy, là nó như vậy. Giờ hỏi tại sao, ông nội ai trả lời được tại sao? Vậy thí dụ giống như cái này là móng dài vậy thầy. Thí dụ như đắp móng ngắn mà đắp màu đen mình cần lấy bột ít thì phải làm sao thầy? Cần bột ít thì ok. Nếu mà cần bột ít á, ví dụ như là móng ngắn như vậy ha, bây giờ anh sẽ cắt đi. Ví dụ như ngắn dày thôi, cũng đừng ngắn quá. Nè, ví dụ ngắn thì em rút bớt cái ly quỳnh của em ra, lấy ít ly quỳnh thôi. Mà em lấy chút xíu ngay đây, thấm em nhúng vô cái cỏ chút xíu thôi, ở một trên cái chót này thôi, chứ em không có nhúng vô nhiều. Đó,
em thấy không, cục bột này nó rất là khô. Mà chính khi mà khô như vậy á, mình lúc mà mình dặm cái khóe nó, cái màu đen này của mình này, nó mới không chảy tài lè ra, tại nó đang khô, thấy không? Nhưng mà cái khô này của mình một hồi á là từ từ nó ướt trở lại, cái tiết mình màu đen nó là như vậy. Giờ em hỏi anh tại sao, ông nội anh sao biết tại sao? Đó, để anh gọi cho David Hoàng, anh hỏi lý do tại sao rồi anh trả lời cho em. Thấy chưa, không chảy một chút xíu nào hết, riêng cái màu đen nó là như vậy. Hãy nhớ nè, nè, lấy cái cục bột 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lấy lên nè, thấy cục bột nó khô rang khô ráo không? Hơn nhau ở cái chỗ khô rang này đó. Khô như vậy thì mình nó không lại không có chảy ra, nhưng mà nó khô một hồi nó lại tan ra, nghe không? Thấy chưa? Hơn ở cái chỗ ăn, ở cái chỗ khô á, hiểu không? Những màu đậm, màu xanh dương, màu đỏ gì nó cũng y chang vậy. Y chang vậy hết á. Em không tin mà em mà đắp màu đỏ ha, mà em không làm theo cái cách này nó chảy tà le là nguyên một nuôi màu đỏ luôn. Nhìn bộ neo thấy gớm luôn. Chùi phê lắm, chùi không ra. Nó cứ đỏ đỏ rồi đỏ, chùi hoài chùi không ra. Chỉ có làm cái cách này thôi. Nào, nhớ ha, màu đen nó là như vậy. Ok. Ăn ở cái chỗ mà là lấy cục bột sao cho nó khô. Bình thường anh hướng dẫn là lấy cục bột cho nó chín đúng không? Riêng cái màu đen này lấy cho nó khô. Khô thì nó không chảy. Nó không chảy thì mình đụng lên khóe nó mới không khô tài lè. Nắm vấn đề chưa? Rồi làm đi. Sao? Được rồi á. Được. Nhưng mà spend quá nhiều thời gian cho cái chuyện mà vũ móng cũng không tốt. Không. Vì em chưa vũ chuẩn. À, vũ chút xíu thôi. Gắn móng 3 phút đồng hồ cho hai bàn, vũ móng 2 phút đồng hồ. Làm sao mà cái giai đoạn gắn móng vũ móng chỉ 5 phút đồng hồ thôi thì mới ra được một cái tay 25 phút. 25 phút là chấp nhận được chứ không phải là xấu nha. Chứ không phải 25 phút là nhìn như mèo mửa đâu. Dốc cây xuống liền. Dốc cây xuống. Rồi bắt đầu thắt kè Kiriko. Thắt kè Kiriko trước. Ở dưới nó chạy kệ nó. Đúng rồi, từ từ thôi. Bên đây nè, đẩy lên chút. Đúng rồi. Đẩy lên chút, đúng rồi. Rồi. Đã nói không có thắt lo cái ở dưới. Cứ lo cái ở trên đi. Rồi bắt đầu nó khô rồi đó. Bắt đầu vuốt bên trái bên phải liền. Khô rồi. Nhanh lên, trái phải, nhanh lên. Thất bại, cỡ ra. Cứ lo cái bên dưới để làm cái gì mà trong khi bên ở trên thì chưa. Nó chảy thì kệ nó chảy xuống dưới mà. Làm lại. Cái cặp này lình xình lắm nha. Dốc cái tay xuống nó chảy là kệ nó. Hãy nhớ cái điều đó. Rồi, giật ra, giật.
Rồi dốc tay xuống, dốc tay xuống, rồi chùi cọ lấy nước dặm giấy, dặm giấy từ từ, dặm Kiriko trước. Rồi vàng bột ra, rồi từ từ thôi, nhẹ nhàng, nó chảy kệ nó. Chưa được rồi, gặp lại đi, lấy cục bột thấm vô giấy cho nó khô chút rồi bỏ lên, chưa được, gặp lại. Cầm lại, chùi cho nó sạch sẽ đi, làm lại. Chuẩn lấy sếp đi em. Chuẩn lấy sếp. Chấn lấy sếp, lấy cái gì chấn, lấy cái gì chấn, lấy cái cạnh của cái cạnh của cái cọ chấn sếp, chấn ở trên đầu nhanh lên, bột khô rồi. Nhanh rồi, vuốt xuống rồi, chấn lấy sếp đi, chấn bên trái, chấn bên phải, chấn ở đầu móng nhanh lên, bột đầu móng đúng rồi, chấn tiếp, chấn cho nó vuông dứt thì thôi. Đúng rồi đó. Mình sẽ là cuốn ra cái trận lấy một hộp vuông bánh tròn, đặt lên nhắn nhẹ xuống, cứ siêu tụng ra ra. Thì cái gì cũng là khổ luyện là nó sẽ ra hết. Cố gắng mình sáng giờ mình tập lấy cục bột làm sao, mình đặt cục bột làm sao, mình hút cái cọt bằng cái bụng cọt hay đầu cọt, mình cũng nhớ cái bước đó, ôn là trong đầu trước, ôn là trong đầu trước khi mình làm rồi là đặt khoan dừng lại, em đặt cái dũa cho anh đúng cho anh coi, đặt cái sai là em thấy anh đặt sai nè, là em thấy sai, làm ra cái móng của em nó đang có chiều hướng nó bị đổ qua bên đây, thấy chưa, là do em đặt dè ra quá nhiều, em phải để dày thôi, mà em thấy để dày nó hở cái khúc đó ra chưa, hở khúc đầu ra chưa, là đáng lý là cái đó là con bột bây giờ em dũa mất hết rồi, thấy chưa, thấy sai chưa, đặt cái cây dũa lại. Thấy cái móng nó đang bị đổ qua một bên không? Thấy không? Nè, cái chỗ này nè, hở ra nè. Có nghĩa là đáng lý là nó phải đầy, nhưng mà nó bị hở ra, có nghĩa là em để cái dũa, em dè ra bên đây nhiều quá, em vuốt nhiều quá, nó bị đổ qua bên đây luôn. Hiểu không? Phải làm lại, khắc phục lại. Không có làm vậy nữa. Nhớ lại cái cách đặt cái dũa làm sao. Rồi đứng lên cầm máy quay. Lấy gì đây không? Em thấy nãy không có bèo cái móng rẻ đi. Không, không phải. Vị thiếu mất bột. Nè, không còn bột luôn nè. Thấy chưa nè. Thấy chưa? Biết lý do tại sao không? Thứ nhất là đắp bột thiếu. Thứ hai là dũa quá nhiều. Mất luôn bột. Không còn cái gì để bảo vệ cái móng này nữa hết. Ha, là đắp bột phải dày lên ha. Bẻ cái là móng nó gãy luôn rồi ha. Nè, cái điểm chịu lực nó đâu còn nữa đâu. Không lấy à. Bên đây cũng bị lẹm móng luôn. Em bị cái là dũa quá nhiều, overfound. Khi mà con người ta mà dũa xếp á, rất là dễ lâm vô cái trạng thái dũa sung quá. Không biết kiềm hãm cái sự sung sướng của mình lại.
không, vũ nhiều quá thì mất bột điều đương nhiên thôi. Thì anh nãy anh đã nói rồi, thực sự ra cái cạnh của cái móng này em lia 2-3 nhát là nó thẳng rồi, nhưng cái mà nó không thẳng là nó nằm ở trên đây nè, chứ không phải nó nằm ở ngay đây, mà mình cứ vũ hoài nó sẽ mất bột thôi. Và nó bị teo cái góc hình của em lại, em thấy góc hình của em nó đã bị teo lại không, vũ quá nhiều đi, không biết kìm hãm sự sung sướng của mình lại không. Bên này coi thôi, bên đây thì không bị. Cũng một cái lỗi đó, đặt cây vũ sai. Hồi nãy á, anh diễn tả nè, nếu mà em đặt cái cây vũ vậy là em đặt đúng nè, nhưng mà em không đặt vậy, em đặt ngay đây là đúng vô cái xếp của em vũ nè, thấy chưa? Thấy cái ngàm ngay chỗ đây không? Thấy có cái ngàm không? Em kê cây vũ vô là đúng luôn. Nãy em để cây vũ vậy nè, em thấy không? Thực sự là nó lại vậy, em thấy không? Qua tới bên đây cũng vậy luôn, đáng lý là để dày, em không để, nhưng mà em để dày là nó, anh ve ra là coi đúng vô cái khớp rồi nè, hay chưa, hay chưa, đó là bị cái lỗi này, hay chưa. Những cái gì mà anh vừa mới sửa cho em phải ghi nhớ, lần sau không có làm nữa, đặt cái cây vũa cho nó đúng và vũa ít lại. Mình vũa thì mình phải biết mình đang vũa cái gì, để mà khi mà nó đủ rồi là mình ngưng. Mình hơn, mình làm nail mình có kinh nghiệm hơn những cái người không có kinh nghiệm là sao? Những người không có kinh nghiệm họ không biết điểm dừng, còn mình có kinh nghiệm mình phải biết điểm dừng. Tại vì nếu mà vũa lố thêm 1-2 nhát thôi là sẽ bị lẹn móng, mà dừng lại đúng lúc là không bị lẹn. Em hiểu vấn đề chưa? Ok, rồi cắt ra làm lại. Thôi đợi chút, ok, good job. Bây giờ lật ra rồi, mới khen cái là thấy chất work liền. Đầu móng dày quá, em nhìn coi cái đầu móng này, phải siết lại cho anh móng cho anh coi. Cái đầu móng này, cái xếp này mà em vũa mà nó em không mỏng cái đầu móng là nó thành cái hụt mít. Siết cái đầu móng lại cho anh mỏng xuống, siết sao? Cái đầu móng anh hướng dẫn sao? Ngang cái cây vũa ra. Trời ơi, chị hai cầm đàng hoàng coi. Mạnh dạn lên, đúng rồi. Vũ cái đầu móng thôi. Cầm đi, chỉ vô đây. Nè, vũ cái mặt đầu móng móng xuống. Chỉ cần cái đầu móng nó mỏng xuống là em nhìn thấy có một cái sự khác biệt liền. Cái móng của em nó sẽ tăng cái độ sắc sảo lên liền. Còn nếu như em nhìn cái đầu móng mà nó dày cui lên, khác nào cái hụt mít đâu. À, mà cái này là rất là dễ thành cái hụt mít. Nếu mà nó không thành hụt mít thì nó thành cái trái hụt vịt lộn. Nhớ chưa? Đầu móng phải thẳng. Cái đầu móng nó phải mỏng xuống. Thì bây giờ em làm nữa hả? Giờ vũa hết rồi, còn gì đâu vũa. Rồi vậy ok rồi, trời ơi máu me bê bê. Hai vợ chồng à. Hai em này là hai vợ chồng á. Đang bàn luận thảo luận không? Những nhà khoa học Dr. Neil. Nhưng mà even cái móng bên đây nó bị lõm vô hai bên, thường người ta đi mấy cái tiệm khác nó thì bị lõm vô. Hai cái thằng móng thôi, bạn lật đi, nói gì đâu, coi nói đúng không, khi nào nói sai là chố liền. Có nghĩa là thầy thường á, những cái khách người ta đi á, ở những cái tiệm khác á, người ta vỗ hai bên cái thành móng nó bị lõm vô nhiều quá, nên khi mình gắn tiếp á, mình sẽ gắn theo cái bề rộng của hai cái thành móng ở trên hay là dựa theo cái lõm ở dưới. Anh nói cho em nghe nè, gắn móng á,
ở đâu có móng thật là cái chỗ gắn móng giả phải có, chứ mình không có được gắn ăn gian. Nhiều người có một cái quan niệm là thí dụ cái móng đó mà tôi muốn gắn cái móng nó có phình đúng không, thí dụ móng nó đáng lý là phải số 4 họ gắn số 5, và ăn gian vô một sai nó bị lõm vô cái chỗ đó. Thì anh hỏi em cái chỗ mà lõm vô nó đâu có cái giá để mà nó đỡ cái bột của mình lên đâu, thì cái chỗ đó nó chuyện gì nó sẽ dẫn đến cái điểm chịu lực nó yếu, đáng lý ra nó phải có bột thì nó không có bột, đâm ra nó bị yếu, cái điểm đó nó bị yếu đi thì nó gãy ngay cái chỗ đó liền ngay lập tức. Anh không có nói đúng hay sai, nhưng anh phân tích ra cho em biết làm cái chuyện đó nó dẫn đến cái hậu quả gì, tại vì đúng sai là cái điều rất là khó nói, em hiểu không? Thôi rồi, tình hình là như vậy nha các bạn, có gì không update theo. Rồi, các bạn say bye cộng đồng mạng nè. Say bye. Bạn là trai đẹp, gái đẹp không nè. Nè đẹp nhất này, hot boy của lớp nè. Mày lại cười cái. Nè hot girl nè. Thằng nào chạy mất tiêu rồi thầy.